Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay tối ngày 7 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F11 Pro các bạn nhé. Đây. Oppo F11 Pro thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Đấy. Hình thức con này thì là máy đẹp là 90%. Đây. Lưng thì có hơi sức sức phải theo thời gian ạ. Đấy. Đấy. Hình thức cũng khá là ok. Đấy. Hình thức cũng khá là ok. Con này chỉ bị gọi là cấn một tí đấy thôi chắc. Đấy. Con này chỉ bị cấn một tí đấy thôi. Đấy. Lưng thì có hơi phải theo thời gian đấy ạ. Đấy. Sức phải theo thời gian đấy ạ. Phải có thời gian nhé. Kiểu khách cần dùng ốp ấy. Là gì? Cần tí đấy nhé. F11 Pro ạ. Thì F11 Pro thì các bạn cũng đã rõ rồi. Ôi, các bạn đã rõ rồi các bạn nhé. Mình sẽ nói sơ cua qua về chi tiết về cấu hình con này. Yeah. F11 Pro này. Nói chung là con này thì nó đẹp lắm. Đây. F11 Pro mình sẽ xem cái bộ nhớ con này là bao nhiêu GB các bạn nhé. Đây. Giới thiệu điện thoại con này là Oppo F11 Pro này. Con này là phiên bản là RAM của nó là 6GB các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy. Đây. Camera cực kỳ tuyệt sắc nét, con mà quá là nét luôn. Các bạn bán hàng livestream rất là tuyệt vời đấy ạ. Camera trước thò thụt nhé, F11 Pro xong trước thò thụt này. Con F11 Pro này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Đây. F11. Con này màu xanh bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu đồng. Cấu hình của nó là RAM gì nhỉ? Của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Màn hình con này thì là màn hình là gì nhỉ? Màn hình con này là màn hình tràn viền 6,5 inch Full HD cộng. Đấy, Full HD cộng. Pin con này là pin 4000 các bạn nhé. F11 Pro dùng cực kỳ là sướng đấy ạ. Nhà các bạn mà có ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các bạn bạn gái hoặc là người yêu ấy thì các bạn mua sản phẩm F11 Pro này dùng rất là tuyệt vời ạ. Con F11 Pro dùng thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. F11 Pro dùng tuyệt vời. Mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp rồi các bạn nhé. Đây. Đây. Ốp thì hôm nay mình mua khách thì có tặng kèm ốp theo máy luôn nhé. Đây, ốp em đấy. Camera trước thỏ thụt cực kỳ là sắc nét ạ. Đây. F11 Pro. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ, 4 triệu đồng các bạn nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhá. Các bạn nói thật với các bạn dùng những sản phẩm này các bạn chỉ có đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nên các bạn yên tâm nhá. F11 Pro đây ạ. Rất là ok ạ. Đấy. Mình đặt riêng ra đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại vừa mới về là con Vivo này các bạn nhé. Này. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về là con Vivo này. 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 Giới thiệu điện thoại. Con này là Vivo Y15 các bạn nhé. Y15. Cấu hình của nó là RAM 4GB. Này. RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó là 64GB các bạn nhé. Này. Y15 con này là RAM 4GB này, bộ nhớ trong là 64GB. Thì là cái con Y15 này thì là màn hình của nó gì nhỉ? Màn hình của nó là tràn viền tay thỏ tay chuột. Thì con này thì là màn hình tràn viền là hơn 6 inch các bạn nhé. Đây. Màn hình là tràn viền này, hơn 6 inch ạ. Đấy, tay trâu tay bò rất là ok. Camera rất là sắc nét. Vivo Y15 đấy. Pin con này 5000 các bạn nhé. Vivo con Y15 này pin 5000, con này thì là 3 camera nhé. 1, 2, 3 camera và đây là vân tay và đèn flash nhé. Đấy, pin 5000. Hình thức con này là máy đẹp như là mới đấy các bạn nhé. Máy đẹp như là mới luôn này. Máy đẹp như là mới luôn, chỉ thiếu mỗi cái hộp để các bạn bỏ hộp vào là các bạn chỉ thiếu mỗi cái hộp là các bạn vào có thể là các bạn gì nhỉ? Các bạn là thành máy mới đấy các bạn nhé. Con Y15 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.600.000 các bạn nhé.
2.600.000 sản phẩm Vivo i15. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Máy đẹp leng keng như là mới đấy nhá, màu đỏ tía mận chín này. Rất là ok. Nhà các bạn mà có ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các bạn mua thích sản phẩm mà pin châu bò ấy thì theo lời khuyên của mình các bạn nên mua sản phẩm Vivo đấy các bạn nhá. Pin 5.000. Các bạn dùng cực kỳ là ok. Đây, 3 camera và một đèn flash đấy. Đây là vân tay nhá, Vivo i11 đấy. Đấy. i15 nhá, con này i15 nhá. Đấy. Đấy, pin 5.000, 2.600.000 cho các bạn nhá, rất là rẻ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo i15 này các bạn nhé, hàng mình là sớm nhất. Một là số này mình dùng Zalo và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình. Còn ở xa thì bên mình có ship, và ở xa bên mình thì các bạn nào mua hàng bên mình ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo là con sản phẩm là Samsung S8 này. S8 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Con S8 này là con này là bản Hàn một SIM nhé. S8 này có này bản Hàn một SIM. Đây, RAM của nó là RAM gì nhỉ? Của nó là RAM gì nhỉ? RAM 4GB này. Bộ nhớ trong này là 64GB nhá. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Hình thức máy con này còn 90% các bạn nhé, con S8 này ạ. S8 này là 90%. Con này là bản Hàn một SIM. Thì là màn con này thì là hơi ám một chút nhá. Đây. Hơi bị ám một chút này. Đấy. Đấy, hơi bị ám một chút. Bên mình đang bán mặt giá cực kỳ là rẻ, 2.800.000 nhá. 2.800.000 sản phẩm Samsung S8 đấy ạ. 2.800.000 S8 đấy. Hình thức là máy đẹp là 90%. Đấy, S8 đấy ạ. Đấy. Màn nó chỉ bị hơi bị ám một chút thôi. Đây, đó, hơi bị ám một chút thôi nhá. Bên mình đang bán mặt giá là 2.800.000 sản phẩm Samsung S8 các bạn nhá. Đây rất là đẹp đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 đấy các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung S7e. Hôm nay S7e thì hôm nay nhà mình vừa mới về thì con này xong nhá. Con này là bản công ty này, 2 SIM 2 sóng. Đấy, hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Đây. Đây, máy đẹp là trên 90%. Đấy, máy đẹp là trên 90%. Con S7e này thì là bộ nhớ của nó là RAM, của nó là RAM 4GB nhé. Bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, S7e. Bản công ty thì thường nó chỉ là 32GB thôi các bạn nhé. Bản công ty của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con S7e hàng công ty này thì là màn đẹp không ám ố. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhá. S7e màu xanh này ạ. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng. Máy đẹp là trên 90%, đẹp như gọi là mới này. Đây, rất là đẹp đấy các bạn ạ. Máy màu xanh rất là đẹp nhá. Mình sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp coi như là nói chung là da cá sấu nữa các bạn nhá. Đây, hình con cá sấu đấy ạ. Đấy, S7e bản công ty 2 SIM 2 sóng, màn đẹp không ám. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. S7e màu xanh rất là đẹp đây ạ. Rất nhiều người săn đón ạ. Rất nhiều máy á, nhà mình thì nhiều lắm hôm nay. Đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình vừa mới về là con này là con Oppo F1S đấy ạ. Đấy, Oppo F1S thì hình thức con này thì máy còn khá là ok. Đẹp là 90% các bạn nhé. Con Oppo F1S này thì máy zin nguyên bản. Con này thì là RAM, mình sẽ xem cấu hình của nó là bao nhiêu GB các bạn nhé. RAM con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con F1S này thì nó có cái vân tay này, vân tay với cả nút home vật lý bấm rất sướng nhé. Đây. Đây các bạn trở về, đây nút để trở về và nút này nút đa nhiệm này. Đấy, Oppo F1S thì là màn hình của nó là 5,5 inch thì rất nhiều cái hay ạ. Con F1S này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.500.000 nhá. Đây 1.500.000 sản phẩm Oppo F1S đấy ạ. Đấy, 1.500.000. Rất là rẻ cho các bạn nhé. Đấy, Oppo F1S đấy. Mình sẽ tặng kèm một ốp rất là cute này cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S 1.500.000 này các bạn nhé, cái hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, các bạn mua về tặng cho các ông bà, bố mẹ, người thân hoặc các em học sinh rất là tuyệt vời ạ. Dù mà ra lớp thì bị mất thì đỡ, nói chung là mất đỡ sót các bạn nhé. Và hôm nay thì mình lại về được con này là con gì nhỉ? Xiaomi Note 5 Plus đấy. Đấy. Xiaomi Redmi Note 5 này, Note 5 này, Redmi Note 5. Đấy. Xiaomi Redmi Note 5 này. Đấy. Cấu hình của nó là RAM 3GB. Bộ nhớ trong của nó là gì nhỉ? Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đây. Redmi Note 5 của nó là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong là 32GB. Đấy.
Con này thì các bạn để màn hình khóa ấy, thì nó sẽ có một cái đường mà kiểu vết kiểu mà sợi chỉ nó thâm thâm ngang vào màn hình này. Đấy. Đấy, các bạn mở khóa dùng thì bình thường, mở khóa thì nó không có nhá. Đấy, mình cũng không hiểu tại sao. Đây, mở khóa thì các bạn không có này. Đây, đây. Các bạn dùng vào dùng thì không có nhá. Đây, các bạn dùng vào dùng thì rất ok, không bao giờ có luôn cái vết mà cái đường bị bầm mực đấy, bầm đấy nhá. Nhưng mà đây, các bạn mà cứ kéo xuống nó sẽ có vết bầm này nhá. Đây, các bạn khóa, các bạn khóa lại này. Đấy, khóa lại này, các bạn bầm này. Redmi Note 5, con này thì pin rất trâu bò. Đây, hình thức của máy còn cũng độ 85% này. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.200.000 nhé. Đấy, 1.200.000 Redmi Note 5 đấy ạ. Đấy. Đây. Redmi Note 5. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Tình trạng mình cũng đã tả cho các bạn nhé, 1.200.000 nhé. Đây ạ, một hai camera, đèn flash, đây vân tay nhé. Nói chung là những dòng Xiaomi các bạn dùng nó khỏi chê luôn, quá là bền luôn. 1.200.000 cho các bạn nhé, Redmi Note 5 đấy ạ. Note 5 Plus đấy ạ. 1.200.000 nhé. Cho các bạn nhé, cực kỳ là rẻ đấy. Và tiếp theo là con Note 4 này. Con Note 4 của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con Note 4 đấy ạ. Đấy. Note 4 đấy. Note 4 thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì hình thức cũng còn độ 80% các bạn nhé, con Note 4 này ạ. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Cái con Note 4 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhé, con Note 4 này ạ. Note 4 này là 1 triệu các bạn nhé. Note 4 này 1 triệu rất là rẻ nhé. Đây, Note 4 thì màn hình cũng là 5,5 inch. Rất là rẻ, Note 4 này ạ. 1 triệu đồng thôi các bạn nhé. Một triệu đồng, Note 4 một triệu đồng. Đấy, rất là rẻ nhé. Đấy, các bạn mua về tặng em học sinh, sinh viên rất là ok ấy. Và đây, và hôm nay nhà mình có hai con Mi này và có hai con Xiaomi, dòng Xiaomi này là Mi ấy này, này Mi 1 này, đấy, xíu đời máy này, này. Đây, Redmi này, đấy, đời máy này. Con này của nó là RAM 1GB, bộ nhớ trong là 8GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 500k nhé. Hai con Xiaomi này 500k các bạn nhé. Đấy. Xiaomi này 500k cho các bạn nhé. Đấy, giá như là bằng con đen trắng luôn nhé. Đấy, các bạn mua về xem phim, nghe nhạc, xem YouTube rất ok nhé. Đấy. YouTube này, nhà các bạn có em nhỏ ấy. Các bạn mua con này về cho các em nhỏ xem YouTube rất ok ạ. Này, cạnh đó. Đấy. Máy 2 SIM 2 sóng và một thẻ nhớ luôn các bạn nhé. Máy 2 SIM 2 sóng và một thẻ nhớ đấy. Con Xiaomi này hình thức cũng khá là ok, bên mình đang bán 500k một con nhá. Xiaomi này 500k một con. Nhà các bạn có ông bà, bố mẹ, người thân hoặc các em nhỏ ấy thích sản phẩm cảm ứng này, các bạn mua về tặng các em nhỏ cảm ứng này rất ok nhá. 500k đấy nhá, rất là rẻ cho các bạn nhá. Xiaomi Lot 1S thì hôm nay nhà mình còn đúng một chiếc nhá. Lot 1S của nó này là con này là con RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, màn hình của nó là 5,5 inch, 2 SIM 2 sóng. Con Xiaomi Lot 1S này thì năm ngoái bên mình bán rất là nhiều. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Đấy, chiến các loại game nhé. Nói chung là con này thì chiến rất nhiều loại game. Mình liên quân các kiểu thì mình cũng đã test hết rồi. Năm ngoái thì mình bán con này là thật với các bạn. Có khi hàng vài trăm con đến nghìn con cơ, nhưng không phải là một con đâu các bạn nhé. Thì năm nay các bạn là Trung Quốc, năm nay là đang bị khủng hoảng kinh tế mà thứ hai là biên giới đang tắc. Thì đâm là hàng thì không có đó các bạn nhé. Nhà mình còn mỗi một chiếc Xiaomi Lot 1S này thì màn hình cực kỳ là to. Nhà các bạn mà có ông bà, bố mẹ, người thân mà tuổi cao mắt kém hoặc là các bạn mà có cái em nhỏ ấy, mua về tặng cái em nhỏ xem phim, nghe nhạc rất ok nhé. Nghe gọi nào các kiểu, xem YouTube, nói chung là chiến game các kiểu ABC cũng rất là rẻ nhé. Đấy, 1 triệu đồng con Xiaomi Lot 1S này các bạn nhé. Đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về là các bạn con này Samsung Z7 Pro này. Z7 Pro thì con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhé. Samsung Z7 Pro hình thức máy con này đẹp 90%. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng, pin con này là pin 3K6 các bạn nhé. Z7 Pro đấy. Lúc một thời nó cũng là oanh hùng lắm các bạn nhé. Nhưng bây giờ là giá cực kỳ là rẻ, 2 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu là sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn nhé. Z7 Pro đấy, 2 triệu đồng các bạn nhé. Màu xanh rất là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro đấy các bạn nhé, tay hàng mình sớm nhất nhá.
Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Các bạn nào ưng sản phẩm bên mình, bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhá. Số này thì mình sẽ cầm xem người liên tục này, và số này thì mình sẽ để cửa hàng. Lúc nào số cửa hàng thì mình mới nghe được. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và quanh khu vực Hà Nội thì mình có ship luôn trong ngày nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về là con F5. Con F5 này thì là gì, mặt phản quang thì nó hơi bị xấu một chút, hơi bị sáng một góc này. Phản quang của nó thì hơi bị sáng góc này một chút. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Oppo F5 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.300.000 nhá. Đấy, 1.300.000 sản phẩm Oppo F5. RAM 3GB. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB ạ. Đấy. Oppo F5, bạn nào thích sản phẩm Oppo F5 này nhá, các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy. Đấy. Oppo F5 1.300.000 rất là rẻ các bạn nhá. Bên mình thì chủ yếu là điện thoại cũ giá rẻ nên các bạn yên tâm về giá cả bên mình nhá. Đây ạ. Và con này là con gì nhỉ? Oppo A83 này. Đây, Oppo A83 này ạ. A83 của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy, Oppo A83 thì hình thức con này đẹp là 90%. Con Oppo A83 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là gì nhỉ? 1.200.000 các bạn nhá. Oppo A83 con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.200.000 sản phẩm Oppo A83 này nhé các bạn nhé. Đây ạ, Oppo A83 đấy ạ. 1.200.000 các bạn nhé. Và đây là con Lot 8. Lot 8 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. Đây, 3 cây Lot 8. Hai con đen, hình như là một con 256GB các bạn. Hôm nay nhà mình vừa mới về được con 256GB này. Đây, con này là bản phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB. Con gì nhỉ? Con Lot 8 này thì là màn hình của nó là màn hình độ phân giải của nó là phân giải 2K. Màn hình là tràn viền 6,3 inch. Đấy, con Lot 8 thì các bạn dùng cũng ok rồi. Giá hạo này thì là hàng mình bên mình cực kỳ là khan. Lot 8 thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình thì còn 3 chiếc các bạn nhé. Chắc phải sang đầu tuần thì bên mình mới có. Con này thì hình máy đét bóng nhá, hình thức là máy đẹp là trên 90%. Đấy, màn hình thì con này thì là độ sắc nét của nó ấy. Thì để mà đẹp thì không phải đẹp tuyệt đối mà gọi là chỉ gọi là đẹp, nhưng mà nó chỉ hơi ám một chút thôi các bạn nhé. Gọi là các bạn nhìn kỹ thì nó hơi ám nhẹ một chút thôi nhá. Đây, hơi ám nhẹ một chút đấy. Đấy. Hơi ám nhẹ một chút nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4.400.000 các bạn nhá. Đây ạ. 4.400.000 sản phẩm Samsung Lot 8. RAM gì nhỉ? RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đây ạ. 4.400.000 sản phẩm Samsung Lot 8 này. Và hai con này là bản gì nhỉ? 64GB nhá. 64GB. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì là màn hình cũng có ám một chút này. Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4 triệu đồng nhá. 4 triệu đồng, máy màu xám đấy ạ. Rất là đẹp, đẹp trên 90% ạ. Và con này màu đen. Màu đen này, màu đen thì con này cũng là ám nhẹ một chút nhá. Đây, ám nhẹ, gọi là ám nhẹ một chút thôi. Đây, màn hình con này là đẹp nhất. Con này thì hai con này nói chung màn đẹp tương đương nhau. Đấy, màn cũng đẹp. Bên mình con này 4 triệu 2 nhá. Con này thì phiên bản nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB, bên mình đang bán bạn với giá 4.200.000 nhá. Đấy, máy màu đen rất là đẹp đấy ạ. Hot 8 đấy ạ. Bạn nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để xem máy và mua bán luôn nhé. Và ở xa bên mình có ship. Đây, 256GB là 4.400.000. Con này là 4.200.000 và con này là 4 triệu đồng các bạn nhé. Đây, nhiều lắm. Đây, so lấy XZ. XZ thì nhà mình hôm nay còn 2 chiếc nhé. Đây, so lấy XZ nhà mình còn 2 chiếc. So lấy XZ thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000. Máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. So lấy XZ đấy ạ. So lấy XZ các bạn cũng đã rõ rồi. Con này thì là máy zin nguyên bản nhé. Đấy. Các bạn đi mưa con này có tính năng chống nước mà. Các bạn đi mưa đi gió rất là ok nhé. Soli EZ đấy ạ. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Soli nó thật với các bạn, nó chụp ảnh các bạn cũng đẹp. Rất là đẹp này. Nhà mình thì còn một đen và một xanh nhé. Đây. Đây, một đen này và một xanh ạ. Soli EZ bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu. À, gì nhỉ? 1.600.000 sản phẩm Soli EZ đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Soli EZ này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá, 1.600.000 các bạn nhá. Nhà mình thì còn một xanh này và một đen này các bạn nhá. Soli EZ đấy.
Bạn nào thích sản phẩm Soli XZ thì các bạn nhớ hàng mình sớm nhất nhá. Các bạn thích sản phẩm Soli XZ thì các bạn trải nghiệm Soli thì các bạn thật với các bạn nhanh mượt lắm đây. Các bạn vào đây phát là ra luôn nhé. Đây, không bị đơ la những sản phẩm khác đâu. Mà qua bao nhiêu năm sử dụng dùng rất ok ạ, Soli XZ đấy ạ. Con này bên mình đang bán bạn giá là 1.600.000, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình báo giá trực tiếp, thì các bạn nào thích sản phẩm nào mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số 2 số điện thoại mình để đặt hàng nhá. Các bạn gọi không số được số 1 cũng được, gọi số 2 giúp mình nhá. Đây mình hai số. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai nhé.